chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Đồng, em Nhân quay cưa những cây sao. Thì trước mắt mình là những cây sao rất là cao. Hôm nay nhóm sẽ cưa và sẽ di dời những cây sao này ra ngoài. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Thì anh Đồng sẽ là người leo lên cưa cây sao. Bên dưới em Nhân và các anh em sẽ hỗ trợ cho anh Đồng. Dính dây rồi. Rồi kéo. Mấy người này không yên tâm, mấy người này đàng hoàng yên tâm chuyện đó. Cho làm ăn là phải vậy thôi. Thank you.
Giờ thì em Nhân sẽ nhắm hướng cho nó ngã nha. Xe kéo ra ngoài, nhà thấy cái xe. Xe này cái gì? Đậu thư hả? À, tôi quay ship mà. Kéo đi, kéo đi, kéo đi, kéo đi. Kéo ngoài đi, vô dựng cái cây này lên, kéo đó, đo lên 10 thước tới đâu, lắc, lắc ngang lên. Rất là nhẹ nhàng luôn cả nhà. À, có chiếc xe, chiếc xe bò này nó nhẹ nè. À, cái cây sao này anh Đồng cắt thành ba lóng để di chuyển ra ngoài nó dễ hơn, vậy lại mình theo yêu cầu của người mua chân cây. Không được, nó bự thì lại đây. Đây xe ra đây. Nó màu mà chẳng cắt nè. Đây nè, kéo lên nè. Đấy, cây... Thằng gốc là nặng lắm á. Cố lên mấy anh em. Nó có gậy đâu đâu, nặng dữ thằng ta. Anh mới nói nhẹ nhàng, anh một tay mà. Thì lớn lắm chứ, đâu nhỏ đâu. Không có dữ. Còn muốn gãy xuống đi, lỡ đây mình phủ nè. Này cây... Công những xe này ai thiết kế rất là hay hết cả nhà. Nó đơn giản mà nó nhẹ gì đâu á. Quá đơn giản luôn. Không cầu kỳ với xe bánh bự hay mà đơn giản nhẹ ghê. Quá hay. Trời ơi, xíu vậy là nó không gãy rồi mà không đòi chứ nhiều. Cây đủ mà. Không cần. 2 3. Cố lên mấy anh em. Quá quá hay, nhờ xe. Thì tiếp tục ông đó chứ gì. Cây đâu nhân? Tiếp tục anh đó luôn. Vô tay luôn á. Tay nó có rồi. Chưa không hả? Kéo ra. Có lên. Đó hay quá lúc này. Cái nữa, cái nữa, cái nữa. Cái nữa mới được. Cái đầu góc nó bự lắm.
Hả? Ủa. Ý, hình như cũng vô được nha. Không phải nặng á. Rồi, buộc vô đi. Bà không có xe này em nè ha. Đi lúc rồi đó quay trở lại lên đường á. Đi gốc trước á. Lên đường nè. Cái gì vậy? Sao có nói luôn à. Giống Tô Ngộ Không mới xuất núi vậy. Mới xuất sơn rồi. Vậy là vườn cháu rồi đó. Đi bên đó nè, kéo bên đó đi lên lên luôn à. Bẻ mà đi qua đây bẻ dòng nó khỏe hơn, đi bên đó. Chỗ đó lại dễ hơn. Yeah, rồi quay ngang được. Ai đâu vô đây bắt. Ê, kéo lại cái gì vậy? Kéo lên trước, kéo đầu kia trước. Kéo đầu kia trước. Đúng rồi. Ra qua. Vô đầu kia nè. Con anh Hân kia nè. Cố lên. Quá hay, quá hay, quá hay. Tiếng hoài không biết rồi. Lắm. Đấy, bẻ kiếng rồi. Kiếng nè. Đó, chuẩn bị cho nó ra ngoài nha, quá gọn luôn. Ngoài đầu chút. Đi ai đi cái hông cẩn thận. Tại cái phần gốc này thì nó phải nặng rồi đó. Qua khỏi cái đó được rồi. Ừ. Quá nhẹ nhàng ra ngoài lỗ đó khoảng 15 mét à. Xong rồi cả nhà. Còn hành sao? Đồng sẽ leo lên cưa cây sao. Cây sao này cũng rất là cao. Buộc lại. Dạ, nó vậy vô. Kia rồi.
Đây nè. Đùm đùm lên đèn. Ah.
I
Trời ơi, nó là cứ đó giờ mà. Dạ bác biết cái ảnh ha. Trời ơi, để tử tôi. Dạ. Bác hài lòng không? Dạ. Hài lòng lắm không? Bác khen rồi. Tiếp tục cái xe. Hai ba lên nè. Con này. Cái nữa. Rồi ok. Mở tay luôn đi. Lên nè. Đó, rồi ok đó. Rồi. Tao lấy dây lại không Út? Vậy nè. Dây kìa. Kìa. Kìa ngoài. Ở đây là anh nói tiếng luôn ha bác. Hả? Anh Đồng á. Nó đó là đây là nó bị bờ hợp bên này nhưng mà nổi tiếng luôn đó. Dạ, anh Đồng nói tiếng xứ cái bè này luôn. Nói tiếng cái bè luôn. Dạ. Trời ơi, chỗ nào cũng có nói hết chứ. Thì anh Đồng sẽ dọn cái gốc và cưa hạ luôn.
đầu luôn. Anh Đồng bắt đầu leo cưa. Cưa xong cái sao này anh Đồng và nhóm sẽ cắt và di dời đem ra ngoài. Anh Đồng là thợ cưa số 1 ở dưới cái bè đó nha. Thao tác rất là nhanh và lẹ và an toàn. Thao tác của anh Đồng rất là nhanh cả nhà. Đồng leo lên phía trên. Cây sao quá cao. Gió lên cao thì có gió. Hiện đồng hồ buộc dây cho cái chánh phần đọt, cái đọt của cái xào. Hai cọng dây luôn rồi. Hai cọng dây. Hai cọng dây. Kéo cái đọt này cho nó về phía bên đây nha. Vì bển là cái có vườn sầu riêng. Nên nhập hai cái dây đôi luôn. Nhưng mà nó rất là gió tại vì ảnh hưởng cao. Xuống đây. Không nói lại. Xuống đây. Vô cho đi xuống đi, nó lại. Nó vô hả? Em cộng thôi, cộng bự vô được rồi. Anh đâm mà, nè xuống. Đây bỏ xuống bên dưới hả? Nhân đây em kéo cái dây này qua bên đây. Đó, sẽ hạ nguyên cây xuống. Kéo gịch lên đây, vì thì bển là một cái vườn sầu riêng của hàng xóm. Qua bên cái vách tường á, đạp vô bên cái vách tường á. Hai sợi dây. Kéo gịch cái sao này hẳn dẹp phía đây nha.
này quá hợp lệ. Vườn sầu riêng an toàn, vườn sầu riêng nãy chủ nhà sợ cái sao này sẽ ngã vô vườn sầu riêng này nên căn dặn anh Đồng không có gớt cái nhánh nào xuống với vườn sầu riêng này, vì vườn sầu riêng này của hàng xóm chỉ có cách là anh Đồng với nhóm kéo cái sao này về bên đây. Cách này rất là hay vì bên đây cũng trống. Em nhân đang đo đi. Đó cắt 7 mét. Lấy khúc củi rồi cho em miếng nha. Đem nó ra ngoài ha. Hai lông của dài dài đấy. Xe pháo đem ra ngoài.
chia pháo tự chế. Rồi, 1, 2, 3 nha. 2, 3 nè, rồi đứng đi. Đó trong đi con ba. Quýnh lộn luôn nè. Trong đi. 1, 2, 3. Để lên chiếc xe. Xe pháo. Cái đầu đó nó hỏng nhẹ đó. Con thằng buông ra đi. Lăn qua đi. Lăn quá. Đó, lên rồi đó. Bấm vô đó đi coi giỡn người lăn xe. Con ngựa con ngựa này tí hon mà nó giỏi quá cả nhà. Để lên nhìn giống y chang cái pháo vậy ha. À, cái xe rất là xe này à, nếu ai mà cần kéo cây nên học hỏi làm một chiếc xe giống vậy nè. Nó nhỏ mà nó mạnh mà nó thuận tiện nữa. Ra cái đầu ghê tôi dở lên nhẹ rồi ok điều đó xe ngoài vậy ra luôn đó. Quá nhanh gọn luôn. Ok quá hợp lý. Cho bò mới lên về thôi. Con kia 5 mét lại nè, ở lúc này nè. Nè. Đúng rồi. Ok luôn ha. Ủi. Anh đừng nói lát cẩn thận nha. Nèo luôn. Mày nghiêng bên tay trái rất nhiều nha. Mày đi ra bển đi, mày chịu hai bên đi. Không giữ gốc cây trước kéo theo bổn luôn đi. Trời ơi, giữ nha, giữ bay. Tăng tăng luôn ha. Hãy tập với mày tập luyện nha. Trong quân trường nha cả nhà. Quá giỏi. Đó, cũng đó, cũng đó. Từ từ, bên thân mà bắn đó. Có cái dốc á. Đó, gãy quá hơn. Ngay đây có một cua nha. Không cho thở luôn. Hai ba lắp nè, lắp đúng hay quá. Lăn qua luôn rồi. Wow, đúng là sức mạnh của con người mà.